Chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism là gì? Tại sao nó giúp bạn sống tốt hơn? Bí quyết sống thanh thản trong cả thời loạn lẫn thời bình là gì? Chủ nghĩa khắc kỷ có thể là thứ làm cuộc sống của bạn tốt lên đấy. Với tốc độ truyền thông nhanh chóng của thời 4.0, ngày nào chúng ta cũng phải đối mặt với những tin buồn. Từ khủng bố, cháy rừng, ô nhiễm môi trường tới cướp giết hiếp, làm sao để cân bằng nội tâm giữa vô vàn biến động của thế giới? Thật ra, bí quyết sống thanh thản trong cả thời loạn lẫn thời bình đã được khám phá từ rất lâu rồi. Đó là Stoicism, chủ nghĩa khắc kỷ. 1. Chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism, là một trường phái triết học được khai sinh ở Athens khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Sứ mệnh của chủ nghĩa khắc kỷ là rèn luyện tinh thần con người cứng rắn và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những nỗi đau và áp lực trong cuộc sống. Quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng, sở dĩ ta đau khổ là vì ta đã chọn sai cách trong việc nhận định các vấn đề. Khắc kỷ không có nghĩa là nghiêm ngặt hay khổ hạnh. Trái lại, chủ nghĩa này cho rằng để tiến tới hạnh phúc, chúng ta cần sống hòa hợp với bản chất con người và thế giới. 2. Góc nhìn mạch lạc cho một thế giới rối ren. Chủ nghĩa khắc kỷ khái quát cuộc sống làm 3 phần. Những gì ta có thể kiểm soát, hành động và suy nghĩ của bản thân. Những điều ta không thể kiểm soát, những yếu tố tự nhiên và hành động của người khác. Những gì ta có thể kiểm soát một phần, những công việc có sự tham gia của người khác. Lời khuyên của Stoicism là hãy tập trung vào nhóm 1, phớt lờ nhóm 2, lên kế hoạch cho nhóm 3. Một triết lý quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ là đừng cố kiểm soát những gì xảy đến với bạn, vì đơn giản là bạn không thể. Thay vào đó, hãy kiểm soát phản ứng của mình trước những sự việc đó. 3. Chủ động đối mặt khủng hoảng. Có rất nhiều người nổi tiếng từng áp dụng và ca ngợi lối sống khắc kỷ. Nhưng nếu phải nhắc đến một tấm gương thực hành khắc kỷ tiêu biểu, thì tôi muốn kể đến cựu thị trưởng Vancouver, Sam Sullivan. Sam liệt tứ chi sau một tai nạn trượt tuyết thảm khốc năm 19 tuổi. Vì tai nạn đó, ông đã phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm và ý muốn tự sát trong suốt 6 năm. Mãi cho đến khi ông tìm thấy chủ nghĩa khắc kỷ và áp dụng nó. Từ đó, ông coi những khó khăn trong đời mình là cơ hội để rèn luyện bản thân. Ông bắt đầu liên lạc với chuyên gia để rèn luyện lại cơ thể và tập những cử động đơn giản. Và ông thay đổi tâm thái từ một nạn nhân bị động đến một người chủ động tìm kiếm thành công. Bohr thay đổi cái nhìn về mất mát. Triết gia khắc kỷ Epictetus bị trộm lấy mất cái đèn kim loại trước nhà. Thay vì chửi mắng tên trộm, ông nhận thấy rằng mất một cái đèn không tổn hại quá nhiều đến ông. Nhưng tên trộm thì đã phải đánh đổi phẩm cách con người cho việc trộm đồ. Vậy là hôm sau, ông đi mua một cái đèn đất nung rẻ hơn, bỏ qua mọi chuyện. Ông bà ta có một câu tương tự, của đi thay người. Bản thân tôi đã có dịp thực hành lời khuyên này khi bị trộm mất 200.000 đồng. Số tiền đó có lẽ không lớn với nhiều người, nhưng đối với một sinh viên chưa thể tự chủ kinh tế, thì đó là một khoản tiền lớn. Phản ứng đau khổ ban đầu là không tránh khỏi, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng việc buồn bã hoàn toàn không có ích gì trong tình huống này. Nếu không thể vãn hồi được số tiền đó, thì hãy xem đó là một bài học. Mong không bao giờ lặp lại. Cách nghĩ đó đã khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Những câu chuyện kể trên chỉ là số ít trong hàng hà sa số ứng dụng của chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống hiện đại. Điểm mấu chốt của tư duy khắc kỷ nằm ở cách nghĩ của bạn đối với những điều xảy ra hàng ngày. Để chuyển đổi lối tư duy thông thường sang tư duy khắc kỷ là cả một chặng đường. Nhưng nếu bạn có đủ nỗ lực, thì tôi nghĩ bạn sẽ không cần tự hỏi làm thế nào để hạnh phúc nữa. 5. Hiểu lầm thường gặp về chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism, là một trường phái triết học bị hiểu lầm khá nhiều. Có thể vì cái tên có phần giống như khắc nghiệt và ích kỷ của nó, cũng có thể vì người đọc chưa tiếp cận đủ sâu để hiểu rõ trường phái này. Sau đây là một vài nỗi oan thường gặp của chủ nghĩa khắc kỷ. 1. Chủ nghĩa khắc kỷ khuyến khích con người thoát ly thế giới thực tại. Chủ nghĩa khắc kỷ khuyên chúng ta tập trung vào những điều nằm trong khả năng. Nhiều người hiểu lầm rằng lời khuyên này khuyến khích chúng ta thờ ơ với thế giới xung quanh. Ngược lại, việc sống hòa hợp với xã hội lại là điều thiết yếu khi thực hành khắc kỷ. Hai đại diện lừng danh của chủ nghĩa khắc kỷ, Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius và triết gia Seneca
đều là những người dành cả đời để cống hiến cho xã hội. Nhà văn Anh Thomas de Quincey đã từng nhận xét về Marcus Aurelius trong The Caesars là người thực tế và đầy nhân tính nhất trong số các vị hoàng đế xuất sắc nhất. Trong Khắc Kỷ có một học thuyết mang tên Apatheia, chỉ một trạng thái tâm lý không bị nhiễu loạn trước những đam mê. Học thuyết này thường bị nhầm lẫn với lãnh đạm trong cảm xúc và thoát ly thực tại. Thật ra, nó chỉ khuyên chúng ta không nên đắm chìm cảm xúc vào nguyên nhân và kết quả. Thay vào đó, hãy chủ động kiểm soát bản thân, hiểu và chấp nhận kết quả mà không sợ hãi hay giận dữ. 2. Chủ nghĩa khắc kỷ khiến con người khắt khe và lạnh lùng. Hiểu lầm này xảy ra vì chủ nghĩa khắc kỷ nhấn mạnh vào việc thực hành và kiểm soát bản thân, né tránh những cảm xúc không cần thiết. Tuy nhiên, thứ mà những người khắc kỷ hướng đến là sự điều độ. Không phải vì họ không tin vào khoái lạc, mà vì điều độ giúp những niềm khoái lạc được tự nhiên và lâu dài hơn. Seneca cũng từng khuyên trong On Anger, nếu như ta sống một cách khô khan, lạnh lùng, chán nản, thì ta sẽ tránh được hiểm họa từ những cơn giận, nhưng ta sẽ bị cuốn vào những sai lầm mệt mỏi khác. Đó là nỗi sợ hãi, chán chường, thất chí và đa nghi. Những người như vậy cần đến niềm vui để được cổ vũ, bao dung và vực dậy tinh thần. Những người khắc kỷ cũng chẳng hề lạnh lùng, như trong đàm luận Discourse, Epictetus cho rằng ta không nên vô cảm như một bức tượng mà nên quan tâm đến những mối quan hệ của mình bằng cả bản năng lẫn nhận thức. Khắc kỷ không đối nghịch với cảm xúc, mà đối nghịch với cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như giận dữ, căng thẳng, ghen ghét và sợ hãi. Nó khuyên ta hãy chọn một cách nhìn khác, loại bỏ những hành động và cảm xúc không đúng đắn ngay từ đầu, để chúng không đẩy ta đến tình trạng phải khắc khổ kiềm chế về sau. 3. Chủ nghĩa khắc kỷ là ích kỷ. Nhiều người cho rằng người khắc kỷ không muốn dính dáng sự đời, chỉ quan tâm đến bản thân, như vậy là quá ích kỷ và vô tình. Hiểu lầm này tương tự như hiểu lầm đầu tiên. Có thể ban đầu người ta tìm đến chủ nghĩa này với một động cơ ích kỷ, nhưng nếu vẫn giữ thái độ đó, thì họ không thể trở thành một người khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ đề cao việc thực hành đức hạnh, virtues, và không vị kỷ là một yếu tố chủ chốt. Theo lẽ đó, không màng đến nỗi khổ đau hay bất công của người đời không phải là một điều đức hạnh. Trong Sự Kiên Định Của Người Sáng Suốt, On the Firmness of the Wise Man, Seneca cho rằng những người sáng suốt vẫn nhận thức được nỗi đau và mất mát cả về tinh thần lẫn thể xác. Dù vậy, nguyên tắc của họ vẫn không bị lay chuyển. Có như vậy, họ mới có thể thực hành đức hạnh. Người khắc kỷ nhìn nhận sự bình yên là khi bạn không để mình bị ngấu nghiến bởi những cảm xúc gây ra bởi sự xấu tính của những người tồi tệ. Bình yên không phải là thứ luyện tập mà thành. Nó được sinh ra vì bạn học hỏi và cải tiến bản thân để bao dung và yêu thương nhiều người hơn nữa. Vì vậy, người thực hành khắc kỷ thực sự quan tâm đến xã hội, đến công bằng, đến nỗi đau của mọi người, chứ không phải chỉ tập trung vào bản thân họ như nhiều người tưởng. 4. Chủ nghĩa khắc kỷ là một tôn giáo. Nếu như tôn giáo đối với bạn là những buổi lễ cầu nguyện, thờ cúng, nghi thức, đền miếu, giới luật, thì chủ nghĩa khắc kỷ không phải là một tôn giáo. Triết gia Edward Caird gọi chủ nghĩa khắc kỷ là một triết học mang tính tôn giáo. Nói đúng hơn, chủ nghĩa khắc kỷ hòa hợp với những điều răn tốt đẹp trong nhiều tôn giáo, vì nó hướng tới việc rèn luyện về mặt tinh thần. Nhưng chủ nghĩa khắc kỷ không đòi hỏi bạn phải thay đổi nếp sống, công việc hàng ngày để cống hiến cho nó, cũng không có những giới luật nghi lễ nào yêu cầu bạn phải tuân theo. Điều duy nhất bạn cần làm là áp dụng và rèn luyện thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy chủ nghĩa khắc kỷ phù hợp với mình thì tiếp tục làm theo, còn không, bạn tự do dừng lại bất cứ lúc nào. 5. Chủ nghĩa khắc kỷ là một bản hướng dẫn cuộc đời. Chủ nghĩa khắc kỷ không phải là một bộ bí quyết cho cuộc sống của bạn, không bảo bạn được và không được làm gì. Tất cả những gì chủ nghĩa khắc kỷ có thể đưa cho bạn là một hệ thống tư tưởng, và bạn có thể chọn ra những tư tưởng phù hợp để áp dụng. Bạn cũng cần đánh giá phương pháp và mục tiêu đặt ra khi thực hành khắc kỷ. Chủ nghĩa này cũng không phải là mánh khóe giúp bạn đạt được bất cứ điều gì, như sự giàu sang, tham vọng cá nhân. Ngược lại, thực hành khắc kỷ giúp bạn phân biệt những gì mình có thể và không thể kiểm soát. Tư tưởng đó quyết định thái độ của bạn trước những vấn đề khác nhau, bao gồm những khủng hoảng và
và mất mát khi không đạt được điều mình muốn. Trên đây là một số hiểu lầm thường thấy về chủ nghĩa khắc kỷ. Có thể thấy những hiểu lầm này chia ra làm hai thái cực rõ rệt, hoặc bị nhìn nhận quá tiêu cực, hoặc được tôn sùng thái quá. Lời khuyên cuối cùng là hãy tiếp cận chủ nghĩa khắc kỷ bằng một tâm hồn thoải mái và một cái đầu tỉnh táo. Còn bạn, bạn nghĩ về chủ nghĩa khắc kỷ như thế nào? Làm sao để trở thành người theo chủ nghĩa khắc kỷ? Vì sao gần đây nhiều người lại quan tâm đến chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism? Làm sao để áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ vào cuộc sống? Bài viết này được chuyển ngữ từ phần trả lời của Nela Kanovic trên Quora. Đây là suy nghĩ của riêng tôi. Những nhà khắc kỷ thời kỳ đầu như Seneca, Zeno, Marcus Aurelius và Epictetus không bao giờ xem bản thân họ là người nổi tiếng cả. Tôi nghĩ tiếng tăm không hề nằm trong danh sách mục tiêu cuộc đời của họ. Họ tập trung vào việc làm thế nào để sống một cuộc đời đức hạnh, ý nghĩa hơn, một cuộc đời hướng vào nội tại hơn là ngoại tại. Đây là những gì mà tôi thấy hấp dẫn về chủ nghĩa khắc kỷ. Khi chúng ta đã tìm được cách để áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, chủ nghĩa khắc kỷ có thể làm phong phú thêm suy nghĩ, hành động và hệ niềm tin của chúng ta. Nó cũng có thể giúp ta định hướng dễ dàng hơn nhờ vào tất cả những bất ngờ nho nhỏ hay to lớn ẩn chứa trong cuộc sống. Và hơn hết, chủ nghĩa khắc kỷ giúp ta thấu hiểu nhiều hơn về chính bản thân ta. Có thể đó là lý do vì sao bạn nghe đến chủ nghĩa khắc kỷ dạo gần đây. Nhiều người không xem nó là một khái niệm triết học, mà là một lối sống. Họ nhận ra những quyển sách của các triết gia theo chủ nghĩa khắc kỷ mang lại nhiều thông tin giá trị, bổ ích và sự khôn ngoan. Seneca bỗng trở thành người cố vấn của họ, thậm chí là cả Marcus Aurelius nữa. Họ tìm được cách thức để thực hành những gì được học từ các nhà cố vấn này và áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ như là một lối sống. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như thế, thì chủ nghĩa khắc kỷ sẽ mang đến những giá trị to lớn. Quay lại trả lời cho câu hỏi đặt ra ở đầu đề, để trở thành người theo chủ nghĩa khắc kỷ, cách thức chính là luyện tập áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống hàng ngày. Dưới đây là 7 cách thiết thực chúng ta có thể học và làm theo. 1. Học cách sống với sự khó chịu. Trở thành một người theo chủ nghĩa khắc kỷ không có nghĩa là chỉ sống xoay quanh những thứ vật chất hay những người giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái và cho rằng sự thoải mái này sẽ giúp bạn hạnh phúc. Ngược lại, chủ nghĩa khắc kỷ nghĩa là chấp nhận đối mặt với những thử thách trong cuộc sống và học cách chung sống hòa bình với sự khó chịu. Tại sao điều này lại quan trọng? Vì nếu như hôm nay nắm một thứ gì đó trong tay, bạn có thể cho rằng việc sở hữu chúng là điều đương nhiên và rằng chúng sẽ ở bên bạn mãi mãi. Nhưng có thật sự mãi mãi không? Nếu như bạn học được cách tự dựa vào bản thân, thì khi những khó khăn ập đến, bạn có thể sẵn sàng đương đầu với chúng. Làm sao để tự dựa vào bản thân? Trước tiên, khi gặp một vấn đề khó khăn, đừng bỏ cuộc hay quay sang nhờ ai đó giúp đỡ ngay. Hãy thử tự giải quyết lấy. Dù có thể khi loay hoay tìm giải pháp bạn sẽ phạm sai lầm, nhưng không sao đâu. 2. Giữ tâm trí thanh tịnh. Chúng ta rất hay có hàng hà sa số suy nghĩ quay vòng trong đầu, mà chủ yếu lại toàn những suy nghĩ tối tăm, và chuyện này rất bình thường. Những suy nghĩ đó cũng có thể tiêu cực, tự phê bình và đầy tính phủ nhận. Chúng có thể toàn tập trung vào những thất bại trong quá khứ, những lần mắc sai lầm đầy xấu hổ và còn xâm nhập vào những nỗi bất ổn của ta. Nhưng tin tốt là, dù cho bạn có suy nghĩ như thế chăng nữa, bạn không phải những gì bạn nghĩ. Bạn lớn hơn suy nghĩ của bạn nhiều. Có cách để quản lý những suy nghĩ bộc phát này hiệu quả và không để chúng chế ngự cuộc sống của bạn. Hãy thử thiền một phút ngắn thôi để làm dịu lại tâm trí và kiềm hãm lại các suy nghĩ tiêu cực. Thử ứng dụng như The Headspace hoặc Calm trên điện thoại để giúp bạn xây dựng thói quen thiền. Hay bạn cũng có thể thử tập bài tập thở 4-7-8 để giúp giảm căng thẳng và suy nghĩ thông suốt hơn. 3. Tận dụng những thế mạnh của bản thân. Những nhà khắc kỷ không cho rằng phải thay đổi bản thân hoàn toàn mới đạt được một cuộc sống chất lượng cao. Họ tin vào việc tận dụng những thế mạnh và khả năng đặc biệt sẵn có. Bạn có thể trau dồi khoảng này theo hai hướng. Đầu tiên, hãy thử nhìn nhận bản thân một cách trung thực. Bạn đang làm gì và cuộc sống của bạn đang tiến diễn như thế nào?
Bạn có đang đánh giá cao năng lực bản thân không? Bạn có khách quan và thực tế khi nhìn nhận khả năng và phương pháp tiếp cận để đạt được mục tiêu không? Thứ hai, tìm ra cách tận dụng những gì bạn sở hữu, tính cách, sở trường và kỹ năng mà bạn tự hào. Sau đó, hãy tập trung vào những điều này và vào quá trình phát triển các điểm mạnh của bạn. Đừng lo lắng về những điểm yếu tiềm ẩn hay những thứ mà bạn chưa sở hữu. Học cách khổ trước, sướng sau. Những thói quen hàng ngày của chúng ta thường sẽ thế này. Vào một sáng đẹp trời, ta tràn trề năng lượng và hào hứng khởi đầu một ngày mới bằng việc kiểm tra email, mạng xã hội trên điện thoại, rồi nhắn tin với bạn bè. Bạn có nghĩ đây có phải cách tốt nhất để bắt đầu một ngày không? Buổi sáng là thời gian lý tưởng để giải quyết những việc khó xơi nhất. Hãy thử tối ưu hóa mỗi buổi sáng bằng việc xây dựng thói quen ưu tiên xử lý những công việc có độ khó cao vào sáng sớm. Điều này sẽ giúp giải quyết được tình trạng trì hoãn mỗi khi kỳ thi đến hay hoàn thành một dự án trong công việc. Hơn thế, thói quen này sẽ cải thiện khả năng tập trung để não bạn làm việc hiệu quả hơn bất cứ lúc nào trong ngày. 5. Luyện tập tính tự giác, kỷ luật. Đây có thể là thói quen hàng đầu cần đạt được nếu bạn muốn thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Tại sao? Vì bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích khi giải quyết công việc theo thứ tự khổ trước, sướng sau. Khi đã có ý thức cao về tính tự kỷ luật, bạn sẽ ưu tiên những việc khó trước, rồi tự thưởng cho bản thân sau. Thậm chí còn có tài liệu khoa học chứng minh điều này. Thí nghiệm Marshmallow ở Đại học Stanford cho thấy, khi bạn ưu tiên những công việc không mang lại thỏa mãn tinh thần tức thời, khả năng thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống sẽ tăng lên. Ví dụ, nếu bạn muốn xem một bộ phim hay gọi điện tám chuyện với bạn bè, hãy chờ sau khi hoàn thành xong những công việc đã được lên kế hoạch trước đã. 6. Không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Nhà triết gia La Mã, theo chủ nghĩa khắc kỷ, Seneca, đã dành một phần của quyển sách On the Shortness of Life, tạm dịch, ngẫm về sự ngắn ngủi của cuộc đời, để nói về điều này. Đây đã là một vấn đề đau đầu cho những người thời đó rồi đấy. Seneca miêu tả về tính phàm ăn, tính hư danh chỉ chăm chăm vào vật chất và cố gắng gây ấn tượng với người khác. So ra thì không khác gì với thế giới của chúng ta, một thế giới xoay quanh mạng xã hội, nơi nhiều người bận rộn tạo dựng hình ảnh hư ảo về lối sống nhìn có vẻ xa hoa của họ. Lời khuyên của Seneca là hãy sử dụng thời gian khôn ngoan hơn. Ví dụ, luôn tập trung vào một mục tiêu cụ thể bạn đang cố gắng hướng tới. Đừng nói chung chung, hãy lên kế hoạch chi tiết để đạt được nó. Đừng khiến cho những tình huống bộc phát, cơ hội hay hành vi nào ảnh hưởng và chi phối cuộc sống của bạn. Seneca cũng nói rằng, không gì xảy đến với một người khôn ngoan mà trái với dự định của họ cả. 7. Điều chỉnh các trở ngại theo chiều hướng tốt hơn. Khi gặp một trở ngại, ta thường có xu hướng phản ứng lại bằng cách phàn nàn. Thật không công bằng. Không tài nào sửa được. Không phải lỗi của tôi. Nhưng phàn nàn không thay đổi được gì cả. Điều làm nên khác biệt chính là tinh thần chủ động tiên phong. Đầu tiên, bạn phải học cách liệu trước những chướng ngại. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân, những chướng ngại này sẽ không còn quá to tát hay quan trọng khi chúng xảy đến. Thứ hai, tận dụng cơ hội này để dừng lại, học hỏi điều mới, suy ngẫm và thử một hướng giải quyết khác có thể mang lại kết quả tốt hơn. Và thứ ba, tận dụng thời gian này để tinh thông một lĩnh vực và thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bằng cách loại bỏ trở ngại, bạn sẽ tiến về phía trước nhanh hơn, theo chiều hướng tốt hơn. Khi đó, Sekes no Tori Strower áp dụng ngữ nghĩa Rebook Sling. Những câu nói hay, ý nghĩa, giúp thay đổi nhận thức và cuộc đời bạn ngay bây giờ của chủ nghĩa khắc kỷ. Khi bạn xuất hiện vào buổi sáng, hãy nghĩ rằng đó là một đặc ân quý giá để được sống, hít thở, suy nghĩ, tận hưởng và yêu thương. Hãy chấp nhận những điều mà số phận mang đến và yêu thương những người mà số phận kết nối và hãy làm điều đó với tất cả tấm chân tình. Hạnh phúc của người muốn nổi danh phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc của người đi tìm lạc thú dao động theo tâm trạng không thể tự mình kiểm soát. Nhưng hạnh phúc của người khôn kết trái từ những hành động tự do của chính mình. Ngày tháng của bạn chỉ có hạn.
hãy sử dụng chúng để mở cánh cửa tâm hồn ra đón nắng mặt trời. Nếu không, mặt trời sẽ lặn, và bạn cũng thế. Ta càng coi trọng những thứ ngoài tầm kiểm soát của ta, ta càng ít quyền kiểm soát. Hãy giống như vách đá không ngừng đón sóng vỗ, nhưng vẫn luôn đứng vững và làm dịu cơn thịnh nộ của biển cả xung quanh. Tạm dịch, cái chết cũng như sự sinh thành là bí mật của tự nhiên. Hãy đào sâu vào bên trong. Bên trong ta là suối nguồn của điều tốt đẹp và nó luôn luôn sẵn sàng tuôn trào, chỉ cần bạn chịu đào sâu. Mọi thứ thuộc về thể xác trôi đi như dòng sông. Mọi thứ thuộc về tâm trí là giấc mơ và ảo mộng. Cuộc sống là chinh chiến và là chuyến du hành tới miền đất lạ. Danh tiếng duy nhất trường tồn là sự lãng quên. Đây là một nguyên tắc để nhớ trong tương lai. Khi có chuyện gì đó khiến bạn cảm thấy cay đắng, đừng nói đúng là bất hạnh, mà nói chịu đựng chuyện này một cách có phẩm cách. Đó là sự may mắn. Đừng đắm chìm mơ mộng về những điều bạn không có, mà nghĩ đến những điều quan trọng bạn thực sự có. Rồi với lòng cảm kích, hãy nghĩ đến việc bạn sẽ khao khát chúng đến thế nào nếu chúng không phải là của bạn. Thời gian giống như con sông của những sự kiện trôi nhanh, và dòng chảy của nó mới mạnh mẽ làm sao. Ngay khi một thứ lọt vào tầm nhìn, nó đã bị cuốn trôi đi mất, thay thế bằng thứ khác, và cả thứ mới này cũng sẽ bị cuốn trôi. Tính cách hoàn hảo là như thế này, sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, không vội vã, không thờ ơ, không giả dối. Nếu bạn phiền não bởi bất cứ sự vật sự việc ngoại thân nào, đau đớn không phải là vì chính bản thân sự vật sự việc đó, mà là cách bạn đánh giá nó, và bạn có quyền năng rút lại đánh giá bất cứ lúc nào. Đừng đắm chìm mơ mộng về những điều bạn không có, mà nghĩ đến những điều quan trọng bạn thực sự có. Rồi với lòng cảm kích, hãy nghĩ đến việc bạn sẽ khao khát chúng đến thế nào nếu chúng không phải là của bạn. Mất mát không gì khác ngoài sự thay đổi, và sự thay đổi là niềm vui của tự nhiên. Hãy khoan dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân. Không phải các sự kiện khiến ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng. Con người không nên sợ hãi cái chết, mà nên sợ hãi mình chưa bao giờ bắt đầu sống. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ xem được sống là đặc quyền chân quý tới mức nào khi ta có thể hít thở, suy nghĩ, tận hưởng và yêu thương. Câu trả lời tốt nhất cho nỗi giận dữ là sự im lặng. Sự trả thù tốt nhất là đừng giống như kẻ gây ra vết thương. Giá trị của một người được đo bằng giá trị của điều mà anh ta trân trọng. Tôi vẫn thường tự hỏi làm sao mà ai cũng yêu bản thân mình hơn tất cả mọi người, nhưng lại coi trọng quan điểm của bản thân thấp hơn quan điểm của người khác. Người ta không thể tìm được nơi trú ẩn nào yên tĩnh và bình yên hơn tâm hồn của chính mình. Trở ngại của hành động thúc đẩy hành động, thứ chặn đường trở thành đường. Hãy nhìn vào bản thân. Nơi đó có nguồn sức mạnh luôn luôn có thể bật ra nếu bạn chịu nhìn kỹ. Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải là sự thật. Hãy giống như vách đá không ngừng đón sóng vỗ, nhưng vẫn luôn đứng vững và làm dịu cơn thịnh nộ của biển cả xung quanh. Khi ai đó đổ lỗi cho bạn hay căm ghét bạn, hay người khác thốt lên những lời chỉ trích tương tự, hãy hướng đến tâm hồn họ, thâm nhập vào trong và nhìn xem họ là người như thế nào. Bạn sẽ nhận ra chẳng cần chồng chất lo âu rằng họ có cái nhìn đặc biệt gì về bạn. Mục tiêu của cuộc sống không phải là đứng về phía số đông,
mà là thoát khỏi việc tìm thấy chính mình trong hàng ngũ của những kẻ mất trí. Không khó để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, tất cả đều nằm trong chính bạn, trong cách suy nghĩ của bạn. Không có sức mạnh nào có thể mở rộng tâm trí bằng khả năng tự tìm hiểu và chủ động quan sát tất cả những gì bạn thấy được trong cuộc sống. Của cải duy nhất mà bạn sẽ giữ mãi mãi là của cải bạn đã cho đi. Nếu nó không đúng, đừng làm điều đó. Nếu nó không phải là sự thật, đừng nói nó. Người nào sống hài hòa với chính mình thì người đó sống hòa hợp với vũ trụ. Hạnh phúc thật sự là để tận hưởng hiện tại, mà không có sự lo sợ phụ thuộc vào tương lai. Không để mua vui bản thân chúng ta với hoặc các hy vọng hoặc các nỗi sợ mà lại yên tâm thỏa mãn với những gì chúng ta có. Thế là đủ. Vì anh ta là thế, không muốn gì cả. Chúng ta chịu đựng nhiều trong sự tưởng tượng hơn là trong thực tế. Tình yêu trong cơ bản chính nó là ngọn lửa tinh thần. Hãy tận hưởng niềm vui hiện tại trong lối đi không làm tổn thương thú vui tương lai. Con người bị ảnh hưởng không bởi các sự kiện mà bởi cách nhìn anh ta đối với chúng. Nó giúp thế nào? Khiến rắc rối nặng hơn bởi việc than vãn chúng. Những lời chúc tuyệt vời nhất của nhân loại ở trong chúng ta và trong tầm với của chúng ta. Người đàn ông khôn ngoan bằng lòng với những gì mình có. Dù cho nó có thể là gì, mà không ước cho những gì anh ta không có. Không phải người có quá ít, nhưng là người khao khát nhiều hơn, thì nghèo. Thời gian chữa lành những lý do không thể. Mỗi tối trước khi ngủ, chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng, điểm yếu nào tôi đã vượt qua hôm nay? Đức tính nào tôi đã đạt được? Bất kể nơi nào có con người, sẽ có cơ hội cho lòng tốt. Các động vật hoang dã từ những nguy hiểm chúng thực sự thấy và từng thoát khỏi chúng không còn lo sợ. Dẫu vậy chúng ta bị giày vò bởi những thứ đã qua và bởi những điều sẽ tới. Số lượng chúc phước hãm hại chúng ta vì ký ức mang lại sự nỗi sợ thống khổ trong khi tầm nhìn xa mang nó trên một cách vội vã. Không ai nhốt nỗi buồn của anh ta vào hiện tại. Nhớ rằng nỗi đau có chất lượng xuất sắc nhất. Nếu kéo dài nó không thể làm được, và nếu nặng thì nó không thể kéo dài được. Bắt đầu ngay lập tức để sống, và đếm từng ngày như là một cuộc sống tách biệt. Như là cổ tích, thì cuộc cũng vậy, không phải là nó bao lâu, nhưng nó hay như thế nào mới là điều quan trọng. Đôi khi thậm chí cả cuộc sống là một hành động can đảm. Có bao nhiêu người không xứng đáng để thấy ánh sáng và những ngày hoàng hôn. Trong khi chúng ta chờ đợi cuộc sống, cuộc đời trôi qua. Chúng ta luôn phàn nàn rằng ngày của chúng ta quá ít và thể hiện như thể sẽ không có kết thúc cho chúng. Loại người nào mà bạn có thể cho tôi thấy đặt bất kỳ giá trị lên thời gian của anh ta? Người nghĩa mỗi ngày đều đáng giá, người hiểu rằng anh ta đang chết mỗi ngày. Thời sẽ đến khi người cần cù nghiên cứu trong khoảng thời gian dài sẽ mang đến những điều ánh sáng mà hiện đang bị che giấu. Một đời người, dù đã cống hiến hoàn toàn cho bầu trời, vẫn không đủ cho việc điều tra của một chủ quá rộng lớn. Và vì vậy kiến thức này sẽ chỉ mở ra qua các thời kỳ tiếp theo. Sẽ có lúc khi con cháu chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng chúng ta không biết những gì quá đơn giản với chúng. Nhiều sự khám phá đang dành cho hàng thập kỷ vẫn đến khi ký ức của chúng ta sẽ không còn nữa. Thảy tôi vào bầy sói và tôi sẽ trở về dẫn đầu bầy. Nếu một người biết không biết mình trèo đến bến nào, thì chẳng ngọn gió nào thuận lợi. Liên kết với những người mà có thể phát triển bạn. Để mong muốn tiến bộ là phần lớn nhất của tiến bộ.
Bên cạnh đó, anh ta là người sợ hãi. Nỗi sợ cũng vậy, không ai có thể khơi dậy nỗi kinh hoàng và sống bình yên trong tâm trí. Đó là con đường gồ ghề dẫn dắt đến những đỉnh cao của sự vĩ đại. Mọi điều đã từng khó khăn để chịu đựng là trái ngọt để nhớ đến. Không phải bởi nhiều việc mà chúng ta không dám làm, mà vì khó chúng ta không dám làm. Đó là con đường gồ ghề dẫn dắt đến những đỉnh cao của sự vĩ đại. May mắn là điều xảy ra khi sự chuẩn bị gặp cơ hội. Đó là con đường gồ ghề dẫn dắt đến những đỉnh cao của sự vĩ đại. Một viên đá quý không thể được mài giũa mà không có sự va chạm, cũng không người nào hoàn hảo mà không có sự thử thách. Vậy bạn phải trùng với sự chuyển của thời gian với tốc độ của bạn trong việc sử dụng nó, và bạn phải uống thật nhanh như thể từ dòng suối nhanh chóng sẽ không luôn luôn chảy về. Những khó khăn củng cố tâm trí cũng như cơ thể lao động. Những điều tốt đẹp của thịnh vượng là điều đáng mơ ước, những điều tốt thuộc về nghịch cảnh thì đáng được ngưỡng mộ. Mỗi người có tội là kẻ treo cổ chính mình. Mọi sự độc ác xuất phát từ sự yếu đuối. Tội ác thành công và thịnh vượng một lần nữa đến từ tên của đức tính. Người tốt tuân theo kẻ xấu, lẽ phải và sợ áp chế pháp luật. Một thẩm phán tốt sẽ lên án những hành vi sai trái, nhưng không ghét bỏ chúng. Tôi không được sinh ra vì một góc khuất, cả thế giới là quê hương của tôi. Mọi nơi là không nơi nào cả. Khi một người dành cả thời gian của anh ta trong chuyến đi xứ người, anh ta kết thúc bởi có nhiều người quen, nhưng không có bạn bè. Hãy như là một người bạn trung tín, và bạn sẽ làm anh ta trung tín. Một trong những phẩm chất đẹp nhất của tình bạn chân chính là thấu hiểu và được thấu hiểu. Nó là lỗi của người khác nếu anh ta trở nên vô ơn, nhưng nó sẽ là lỗi của tôi nếu tôi không cho đi. Để tìm một người biết ơn, tôi sẽ yêu cầu rất nhiều người không như vậy. Tình bạn luôn hữu ích, nhưng tình yêu thương đôi khi cũng có tổn hại. Nỗi sợ của một người còn nhẹ hơn nguy hiểm trong tầm tay. Bạn hành động như người phàm trong tất cả bạn sợ, và như những người bất tử trong những điều bạn khao khát. Tồi tệ hơn cả chiến tranh là nỗi sợ hãi chiến tranh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trước hết, hãy tách tất cả những phiền toái và bối rối và để xem từng cái nằm bên dưới là gì. Sau đó bạn hiểu được rằng chúng chẳng có gì đáng sợ ngoài nỗi sợ hãi thật sự. Tín ngưỡng bởi người thường xem là đúng, bởi kẻ khôn ngoan là sai trái, và bởi những kẻ cầm quyền là hữu dụng. Sẽ không có con đường dễ dàng từ trái đất đến các vì sao. Giữ lấy nhiệt huyết tuổi trẻ của bạn, bạn sẽ có thể dùng chúng tốt hơn khi bạn lớn hơn. Nó là sức mạnh của tâm trí để không bị khuất phục. Không phải rằng chúng ta ít thời gian, nhưng chúng ta đã làm mất quá nhiều. Cuộc sống chúng ta nhận không chỉ ngắn ngủi mà chúng ta cũng làm nên nó. Chúng ta không bị bệnh, nhưng miễn là dùng những gì chúng ta có một cách lãng phí. Anh ta là người dũng cảm thì tự do. Nếu bạn thật sự muốn thoát khỏi những điều quấy rầy bạn, những gì bạn cần được làm không phải ở vị trí khác nhưng là một con người khác. Không có người nào khôn ngoan bởi ngẫu nhiên. Cho đến khi chúng ta đã bắt đầu đi mà không cần chúng, chúng ta thất bại để nhận ra những thứ không cần thiết thế nào. Chúng ta đã và đang sử dụng chúng không chỉ bởi chúng ta cần chúng nhưng vì chúng ta có chúng. Họ mấy đi ngày trong sự mong chờ của ban đêm, và ban đêm trong nỗi sợ của bình minh.